Hiện tại đang là thời điểm giữa mùa của các loại trái cây Nhật Bản. Trong những năm trước, giá bán của trái cây nhập khẩu vào mùa chín rộ đã bước đầu ổn định và rẻ hơn so với đầu mùa. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chuyến bay quốc tế bị cắt giảm đáng kể, nên việc nhập khẩu trái cây cũng gặp nhiều khó khăn hơn, dẫn đến tình trạng giá của những mặt hàng xa xỉ này đang tăng cao. Số mặt hàng trái cây Nhật Bản hiện nay như nho mẫu đơn Nhật Bản có giá 2.950.000 đồng 1 kg, nho chuỗi ngọc tím giá 890.000 đồng 1 hộp, còn xoài ruby đỏ có giá lên đến 1.450.000 đồng 1 trái, đào tiên cũng đạt mức khoảng 650.000 đồng 1 trái. Dù có giá bán khá cao nhưng nhờ có hương vị thơm ngon khác lạ, nguồn hàng được đảm bảo tiệt trùng từ nhà phân phối nên nhu cầu tiêu thụ trái cây cao cấp nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao.